Trong mùa vu lan báo hiếu năm nay, tối ngày 13 tháng 7 nhâm dần, nhằm ngày 10 tháng 7 năm 2022, Chùa Phổ Đức xã Tâm Anh Bắc huyện Núi Thành đã thiết lễ cầu siêu, truy niệm tiền nhân công đức, cầu siêu chư hương linh, cửu huyện thất tổ quá vãng. Quan Lâm chứng minh và tác lễ có Đại Đức Thích Quảng Hiền, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử, Phật giáo huyện Núi Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Sau khi niêm hương bạch Phật, thì chú Đại Bi sái tình đàn tràng tụng sám Pô Lan, chư tôn đức đã tuyên sớ cầu siêu, truy niệm tiền nhân công đức, nguyện cầu hương linh ký tự tại chùa và chư hương linh cửu huyền thất tổ được siêu thăng lạc quốc. Toàn thể đạo hữu Phật tử một lòng thành kính hướng về chư Phật đồng cầu nguyện. Sáng ngày 14 tháng 7 nhâm dần, chư tôn đức đã cử hành nghi lễ truy tiến chư hương linh, tiến cúng thí thực phóng sanh, nguyện cầu âm siêu dương thới. Dịp này, Chùa Phổ Đức đã tặng 100 xuất quà mừng thọ đến các cụ trên 70 tuổi là đạo hữu Phật tử đang sinh hoạt tại chùa và người dân địa phương. Với tâm thanh tịnh, phụng sự chúng sinh của những người con Phật, qua những hoạt động đầy ý nghĩa này, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Chùa Phủ Đức được gặp nhiều thắng duyên, đàn việc xuân vầy và lam hương thịnh.